Mô hình sáng kiến mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển được đồn biên phòng Cát Khánh, bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định thực hiện từ đầu năm 2022. Từ khi thực hiện, mô hình đã được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, các cấp các ngành nhân dân địa phương đánh giá cao. Thông qua mô hình, cán bộ chiến sĩ có thêm điều kiện gần gũi với nhân dân, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời động viên khuyến khích các gia đình khó khăn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Gia đình anh Nguyễn Tấn Sụi ở thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thuộc diện hộ nghèo. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh, làm nghề sửa xe đạp và nuôi con ăn học. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn gia đình anh, đồn biên phòng Cát Khánh đã cử cán bộ chiến sĩ vào ngày nghỉ thường xuyên đến nhà giúp đỡ, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương kết nối với các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ sửa chữa lại căn nhà. Từ ngày đội biên phòng với chính quyền địa phương với lại mạnh thường quân giúp đỡ được tu sửa lại cái máy hiên này, là công việc thì nó cũng ổn định, làm nó ổn định hơn hồi trước kia nhiều. Trước kia mưa gió thì không có chỗ làm, mưa gió thì có cái nhà chút xíu xíu cái chen của nhà không à, bữa nay thì có máy hiên rồi làm nâng nền làm này thì cũng hai cho con cũng tạm sống được. Không chỉ trường hợp của anh Sụi, trong thời gian qua trên địa bàn 5 xã tuyến biển của huyện Phù Cát, nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Cát Khánh giúp đỡ thông qua mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo. Sự giúp đỡ của các anh bằng nhiều hình thức như sửa chữa nhà cửa, phát triển kinh tế gia đình, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Việc làm thiết thực của các anh đã được các cấp các ngành địa phương đánh giá cao, được quần chúng nhân dân ghi nhận. Trong cái thời gian qua thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các cái cơ quan ban ngành đóng quân trên địa bàn xã thì triển khai thực hiện rất là có hiệu quả. Đặc biệt là đồn biên phòng đã triển khai cái mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới thì tôi thấy rất là có hiệu quả. Đặc biệt là đồn biên phòng triển khai các cái hoạt động, nhất là công tác giúp đỡ cho hộ nghèo về cơ sở vật chất, giúp đỡ ngày công để mà xây dựng sửa chữa nhà ở đơn sơ, rồi là vận động các cái mạnh thường quân để mà giúp đỡ hỗ trợ cho các cái gia đình để có cuộc sống ổn định thì tôi thấy rất có ý nghĩa. Thì trên cơ sở đó cũng tạo điều kiện cho địa phương là hạ thấp cái tỷ lệ hộ nghèo. Trong năm nay thì cái tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm 0,5%, góp phần là xây dựng nông thôn mới cũng như là phát triển đô thị của địa phương. Để triển khai thực hiện tốt mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển, đồn biên phòng Cát Khánh, bộ đội biên phòng tỉnh đã khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, công tác đảm bảo thực hiện mô hình. Ngoài ra, ban chỉ huy đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động phối hợp với các lực lượng, đoàn thanh niên của địa phương thâm nhập địa bàn, nắm điều kiện hoàn cảnh của từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu giúp đỡ. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, ban chỉ huy đồn biên phòng Khánh đã chỉ đạo cho chi đoàn tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Thì trên địa bàn hiện nay số lượng hộ nghèo là hơn 500 hộ nghèo và hộ cận nghèo là hơn 900 hộ nghèo. Vì thế xuất phát ở trên địa bàn còn nhiều mảnh đời bất hạnh khó khăn. Vì thế cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Khánh hưởng ứng tích cực thực hiện mô hình. Thì từ mô hình thực hiện từ tháng 4 đến nay thì cũng đã 12 tuần. Đã tổ chức giúp đỡ được 20 hộ nghèo trên khu vực biên giới biển của huyện. Với mô hình nhiều ý nghĩa, Bộ đội Biên phòng Bình Định sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình nhằm giúp đỡ nhiều hơn nữa các gia đình gặp khó khăn trên khu vực biên giới biển để có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.